Chuyên mục kiến thức nông nghiệp. Thưa bà con, trong hoạt động nuôi tôm nói riêng cũng như nuôi thủy sản nói chung, chi phí thức ăn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí đầu tư. Mặt khác, việc cho tôm ăn thức ăn dư thừa cũng làm cho môi trường ao nuôi bị ô nhiễm. Các yếu tố thủy lý hóa biến động mạnh, mầm bệnh có cơ hội phát triển thành bệnh, khiến rủi ro nuôi tôm ngày càng tăng cao. Do đó, việc cho ăn đúng cách sẽ góp phần quan trọng vào năng suất và hiệu quả kinh tế của vụ nuôi, để giúp người nuôi có thêm thông tin về việc quản lý lượng thức ăn một cách có hiệu quả. Chúng tôi đã trao đổi với Thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trung tâm Thủy sản Long An về vấn đề này. Thưa Thạc sĩ, như chúng ta đã biết, thì trong nuôi tôm thâm canh, thức ăn tự nhiên chỉ có vai trò nhất định trong thời gian đầu sau khi thả giống, sau đó phải dựa vào thức ăn công nghiệp để lớn. Chính vì phụ thuộc quá lớn vào nguồn thức ăn này, nên có nhiều quan điểm khác nhau về việc cho tôm ăn thừa hay thiếu thì sẽ có hiệu quả. Vậy quan điểm của Thạc sĩ về vấn đề này như thế nào? Vâng, quả thật đây là câu hỏi khá lý thú. Thông thường thì chi phí thức ăn trong nuôi tôm chiếm trên 50% tổng chi phí đầu tư. Do đó mà chi phí này ảnh hưởng khá lớn đến năng suất và hiệu quả nuôi tôm. Và trên hết là nó ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe tôm nuôi. Bởi vì nếu mà cho ăn thức ăn dư thừa ở thời điểm không hợp lý thì không những là tôm không lớn thêm mà làm ô nhiễm môi trường và dịch bệnh xảy ra. Và đây chính là mấu chốt của vấn đề. Một ví dụ cụ thể là nếu như hệ số chuyển đổi thức ăn là 1 thì cứ là cho vào ao 100kg thức ăn thì có khoảng 20kg là thừa và 80kg thức ăn tôm ăn vào. Và sau đó thì cái quá trình chuyển hóa thì chất thải của tôm khoảng 50kg. Do vậy mà trong 100kg thức ăn đưa vào thì sẽ có khoảng 70kg chất thải, thì gồm có thức ăn thừa và phân tôm. Và chính cái lượng thức ăn thừa này nó sẽ tích tụ ở đáy là nguyên nhân gây bùng phát cái khí độc, đặc biệt khi hàm lượng oxy giảm hoặc là khi tảo phát triển quá mức. Do đó là cho tôm ăn thừa hay thiếu là một nghệ thuật. Cho ăn thừa khi là có thể là thúc đẩy tôm tăng trưởng trong cái giai đoạn phát triển ban đầu, đặc biệt khi mà chất lượng nước vẫn còn tốt. Tuy nhiên là khi tôm lớn nên cho ăn thiếu, cho dù tốc độ tăng trưởng ngày hàng ngày của tôm có chậm đi chút ít. Giải pháp tốt nhất là cho tôm ăn theo nhu cầu. Điều này đòi hỏi người nuôi phải có kinh nghiệm. Và hầu hết các sai lầm mà chúng ta mắc phải là chúng ta suy nghĩ cho tôm ăn theo cách của con người chứ không phải là của con tôm. Do đó cần phải dựa trên cái tập tính của con tôm để cho ăn, có nghĩa là cho tôm ăn theo nhu cầu. Như vậy, cho tôm ăn là một nghệ thuật. Việc cho ăn thiếu hay thừa phải phụ thuộc vào thời điểm nhất định thì mới có hiệu quả. Chúng ta phải xem thức ăn như là một tài sản trước khi rải xuống ao. Đồng thời cũng là mối nguy nếu còn lại trong ao sau 3 giờ. Vậy thì tập tính nào của tôm mà chúng ta cần chú ý khi cho tôm ăn theo nhu cầu? Vâng, thì cái tập tính của tôm mà bà con cần quan tâm đối với tôm sú và tôm chân trắng đều là động vật ăn thịt và rất là háo ăn như các loài giáp sát khác. Và nó sử dụng cái xúc giác để là tìm kiếm thức ăn. Trong quá trình sống thì chúng cần khoáng chất và dinh dưỡng để tăng trưởng, cũng như là cái pH phù hợp để giúp máu tuần hoàn và tiêu hóa tốt. Và việc cho tôm ăn cần phải được cân nhắc dựa trên cái đặc điểm của tôm như là đường ruột ngắn, vận động liên tục và cái tập tính hung hãn bắt mồi. Về môi trường sống nó có ảnh hưởng lớn đến cái cơ thể tôm như là sự thèm ăn, quá trình trao đổi chất, hoạt động lột xác, sự tiêu hóa hệ thống miễn dịch. Trong đó thì lượng oxy hòa tan và nhiệt độ nước là hai yếu tố chính cần được quan tâm. Tôm giảm ăn khi hàm lượng oxy hòa tan thấp hơn 4mg trên lít và ngừng ăn khi thấp hơn 2mg trên lít. Còn nhiệt độ nước thì thích hợp nhất là khoảng từ 28 cho đến 30 độ C. Và mỗi khi nhiệt độ nước giảm đi khoảng 2 độ C thì lượng thức ăn nên giảm khoảng 30% so với lượng thức ăn trung bình. Và bà con nên kiểm tra nhiệt độ nước trong ao trước khi cho tôm ăn. Và nếu hàm lượng oxy hòa tan và nhiệt độ nước chưa thích hợp thì cần chờ ánh sáng mặt trời chiếu xuống ao ít nhất 1 giờ rồi mới cho tôm ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày. Lúc này thì cái hàm lượng oxy hòa tan là lý tưởng nhất. Bên cạnh những yếu tố như tập tính sống, môi trường sống thì các yếu tố khác như dòng chảy, khu vực cho ăn, bố trí nhá cho ăn và quạt nước có ảnh hưởng như thế nào trong quá trình cho tôm ăn? Thạc sĩ có thể chia sẻ thêm. Thì ngoài những yếu tố trên thì những yếu tố khác cũng khá quan trọng trong quá trình cho tôm ăn, như là dòng chảy và cái khu vực cho ăn.
Thì chúng ta biết là tôm thường bơi ngược dòng và người nuôi rải thức ăn theo cái dòng nước chảy. Và tôm sẽ di chuyển dọc theo cái khu vực cho ăn cũng khá là rộng. Thức ăn thường được rải đều và mỏng tại khu vực này. Thì điều này sẽ giúp tránh được rải một lượng lớn thức ăn trong một khu vực nhỏ. Và cũng là nguyên nhân dẫn đến cái cỡ tôm không đồng đều. Nên tránh rải thức ăn ở những nơi nước chảy yếu, nơi có nền đáy không được sạch. Đối với nhá ăn, thì khi thức ăn không còn trong nhá, điều này không hoàn toàn có nghĩa là tôm ăn tốt. Đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy điều bất thường và cần phải được tìm hiểu cặn kẽ. Không phải lúc nào cũng cho tôm ăn theo nhu cầu đúng từng giai đoạn phát triển, mà còn tùy thuộc vào cái tình hình biến động sức khỏe như là sức khỏe tôm, thời tiết, môi trường nước, vân vân. Và người nuôi nên đặt nhá chứa thức ăn trộn với chất khoáng chất và vitamin tại rìa của cái khu vực chất thải nhằm để kiểm tra tôm yếu và cũng giúp cho tôm yếu phục hồi sức khỏe. Đây gọi là cái phòng hồi sức cho tôm. Tôm yếu thường tránh những con khỏe mạnh bằng cách là trú tại cái khu vực không có sự cạnh tranh. Đó là cái khu vực chất thải. Còn về quạt nước thì trong tháng nuôi đầu tiên, người nuôi nên dừng quạt nước trong khi cho tôm ăn. Tuy nhiên mà sau một tháng nuôi nên duy trì quạt nước trong lúc cho tôm ăn, đặc biệt là trong trường hợp nước trong khi không có hoặc là có tảo, hoặc là nước đục là nhiều chất rắn lơ lửng. Trường hợp tảo không phát triển thì chỉ cần ngưng quạt nước trong khoảng 30 phút là tôm suy yếu và có thể dẫn đến chết. Để giúp bà con dễ hình dung về việc điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp thì thạc sĩ có thể nói rõ hơn khi nào bà con nên giảm lượng thức ăn và số lượng giảm ra sao? Thì hạn chế cho tôm ăn hoặc là bỏ qua các lần cho ăn sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tôm, mà ngược lại giúp giữ được chất lượng nước tốt. Tại các nước khác, ví dụ như Thái Lan thì nhiều người nuôi cho tôm ăn khoảng 3 cữ rưỡi trong một ngày. Bữa ăn cuối trong ngày vào ban đêm thì chỉ bằng khoảng từ 30 đến 50% so với lượng trung bình, với phương châm là tôm không chết vì đói mà chết vì thừa thức ăn. Và nếu như trời mưa trong thời gian cho ăn thì nên giảm khoảng 50% lượng thức ăn so với bình thường, hoặc là đợi sau khi hết mưa mới cho tôm ăn. Hoặc là thời tiết có nhiều gió thì nên giảm khoảng 60% lượng thức ăn. Và nếu thời tiết thay đổi lớn thì giảm khoảng 70 đến 80% lượng thức ăn cho đến khi thời tiết ổn định. Và trong ao nuôi, nếu mà tảo phát triển dày đặc thì cho ăn khoảng 70% lượng thức ăn so với bình thường trong 3 ngày, hoặc là cho đến khi tảo giảm. Ngược lại thì trong ao nuôi của bà con có hiện tượng tảo tàn thì cho ăn khoảng 50% lượng thức ăn cho đến khi môi trường được làm sạch. Và trong thời kỳ tôm đang lột xác, nếu mà pH nhỏ hơn 8 thì giảm khoảng 80 đến 90% lượng thức ăn. Còn khi ao nuôi tôm quá dơ thì bà con nên tiến hành thay nước. Thay nước ít các thông số môi trường có sự khác biệt nhỏ thì giảm khoảng 80% lượng thức ăn cho hai bữa. Còn thay nước nhiều, tức là các thông số môi trường có sự biến đổi lớn thì giảm khoảng 50% lượng thức ăn trong ngày. Đặc biệt là nếu bà con sử dụng một vài hóa chất trong ao nuôi tôm thì nên ngưng cho ăn một bữa. Vào buổi sáng thì hàm lượng oxy hòa tan thấp, và tôm nổi đầu thì ngưng cho tôm ăn trong một ngày. Nhiệt độ nước ở khoảng 22 độ C và hoặc là 35 độ C thì ngưng cho ăn cho đến khi nhiệt độ nước phù hợp. Một câu hỏi cuối cùng, thưa thạc sĩ, trong nuôi tôm để tính toán lượng thức ăn phù hợp, người nuôi nên dựa vào việc kiểm tra nhá hoặc là sử dụng bản hướng dẫn sử dụng thức ăn. Quan điểm của thạc sĩ về vấn đề này như thế nào? Thực ra thì người nuôi nên sử dụng hai phương pháp này. Vài năm trước thì người nuôi thường tính toán lượng thức ăn dựa vào việc kiểm tra nhá. Gần đây dựa trên các cái dữ liệu thống kê thì người nuôi đã chuyển sang dùng cái bản hướng dẫn sử dụng thức ăn. Tuy nhiên thì điều chỉnh thức ăn dựa trên nhá vẫn rất cần thiết, và lượng thức ăn tối đa thì nên dựa vào bản hướng dẫn cho ăn. Cái bản hướng dẫn cho ăn giúp có được cái nhìn tổng quát về cái nhu cầu thức ăn và tốc độ tăng trưởng của tôm. Và hầu hết những người nuôi tôm đều sử dụng bản hướng dẫn này để giới hạn mức cho ăn tối đa. Việc này đòi hỏi người nuôi biết được chính xác có bao nhiêu tôm trong ao và cái khu vực nào sạch để cho tôm ăn. Tóm lại, người nuôi nên cần điều chỉnh cái lượng thức ăn dựa vào bản hướng dẫn, nhưng vẫn theo dõi cái sức ăn của tôm thông qua việc kiểm tra nhá. Xin cảm ơn thạc sĩ đã tham gia cùng với chúng tôi trong chuyên mục này.